các bạn bước vào một cửa hàng, các bạn chọn cho mình được một chiếc váy hoặc một chiếc áo sát nách rất là vừa ý, nhưng sau đó các bạn đành phải bỏ nó lại và các bạn cảm thấy rất là tiếc. Vì sao? Vì các bạn thấy là cái khuyết điểm của mình nó lộ ra, đó chính là phần bắp tay. Và cái phần bắp tay này là cái vấn đề rất là ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như là làm cho các bạn lo lắng rất là nhiều. Ngày hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn 3 bài tập để các bạn có thể tập ở phòng gym cũng như tập ở nhà để giúp cái phần bắp tay của mình nó trở nên thon gọn và săn chắc hơn. Bài tập đầu tiên sẽ là bài tập chống đẩy khép nách. Các bạn đang muốn tập trung vào phần tay sau cho nên mình sẽ thực hiện động tác khép nách để nó sẽ vô tập trung vào phần cơ ngực và phần tay sau nhiều hơn. Với động tác này thì để cho dễ hơn đối với các bạn nữ, mình sẽ thực hiện bằng việc chống gối xuống dưới thảm. Bàn tay sẽ thẳng với lại cái vai của các bạn, sau đó hạ từ từ hạ người xuống. Khuỷu tay cố gắng khép chặt ở hai bên, sau đó đẩy người trở lại. Khi các bạn xuống, hít thật sâu, đẩy lên, thở mạnh ra. Cố gắng gồng chặt bụng, không được võng lưng, đẩy mông về phía trước. Bài tập thứ hai đó là bài tập tập trung vào phần tay sau. Dụng cụ để tập bài tập này có thể là một bánh tạ 5kg hoặc tạ dumbbell hoặc là mức tạ mà các bạn có thể nâng. Để thực hiện động tác này, trước hết giữ lưng thẳng, chân trước chân sau, đầu gối hai trùng, dồn trọng tâm, thẳng lưng, siết chặt bụng. Cách cầm tạ các bạn có thể cầm như thế này, gập khuỷu tay xuống 90 độ hoặc thấp hơn, tuyệt đối không gập hẳn sâu, giữ lại, đẩy thẳng tay, khi đẩy lên thở ra, xuống hít thật chặt, đẩy thẳng, xuống hít thật sâu, đẩy lên, thở. Tuyệt đối các bạn không được ngả ra phía sau, cố gắng đổ trọng tâm về phía trước, khuỷu tay ép sát hai mang tay. Với động tác thứ ba thì mình sẽ cần hai tạ dumbbell trọng lượng vừa phải để các bạn có thể dễ dàng thực hiện. Tư thế khi chuẩn bị bắt đầu, các bạn sẽ đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai. Các bạn có thể giữ nguyên tư thế này hoặc bước một chân ra sau, hai đầu gối hơi trùng, hai tay thẳng, sau đó gập tay trước. Bắt đầu từ đây các bạn sẽ đẩy thẳng lên, vượt qua đầu, tay không ở phía trước, ép sát tay, thẳng, sau đó hạ xuống, quay trở về tư thế bắt đầu. Một số điểm sai khi các bạn thường mắc phải đó là khi mà đẩy lên các bạn sẽ ngửa ra, cái tay lại đưa về phía trước. Mình chỉ cần chỉnh lại, đẩy thẳng cái người, dồn hai đầu gối xuống, trọng lực chắc, đấy, thẳng tay. Khi đẩy lên các bạn sẽ thở ra và xuống các bạn sẽ hít vào.